Sau khi bước xuống ga Đồng Đăng Lạng Sơn Việt Nam, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã ngay lập tức lên xe ô tô để di chuyển về thủ đô Hà Nội. Như thường lệ, 12 vệ sĩ đã chạy bộ quanh chiếc xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc xe bắt đầu lăn bánh. Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Singapore, hình ảnh đội vệ sĩ chạy bộ của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã từng gây chú ý. 12 vệ sĩ vây quanh và chạy theo chiếc xe chở chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un là những người được chọn lựa kỹ lưỡng từ quân đội, trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt.